Wow, chiếc xe chậu bê tông này chạy nhanh chưa nè các bạn ơi. Đó, đó, chạy rất là nhanh luôn kìa. Wow. Wow, xe cẩu bút cát chạy nhanh chưa nè các bạn ơi. Đó, chạy nhanh chưa kìa. Wow, xe cẩu bút cát chạy nhanh quá các bạn ơi. Nè, đó, xe xoay 360 độ, ghê chưa các bạn. Wow, rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng khám phá kho báu đồ chơi của mình nha các bạn. Ồ các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn. Wow, các bạn ơi. Container chở theo xe lửa. Ở dưới này có thêm hai chiếc xe lửa nhỏ nữa nè các bạn. Một chiếc nè các bạn. Hai chiếc nè. Ba chiếc nè. Bốn chiếc nè. Container này nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Luxury truck chạy vô xe container nha. Đó, sẽ cho chạy ở dưới xe container nha. Và mình sẽ cho thêm một chiếc này nữa nha các bạn. Đây nè các bạn. Wow. Nè. Wow, các bạn ơi, ở bên này có cái hộp xe gì nè các bạn. Wow, các bạn ơi. Một hộp xe cứu hỏa các bạn ơi. Đó, chiếc xe cứu hỏa nhìn đẹp chưa nè. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, xe cứu hỏa này có biển số xe là 112 nha. Wow, cái thang cứu hỏa siêu dài luôn nè các bạn. Đó, mình có thể thu vô được nè. Đó, còn cái chỗ này là cho chú lính cứu hỏa ngồi trên đây nha các bạn, để đi cứu hộ đó các bạn. Wow, xe nhìn rất đẹp luôn, rất nhiều bánh xe luôn các bạn. Nè, đó, có cái đèn xe nhìn đẹp chưa nè. Đây, chỗ này chỗ tài xế ngồi lái xe nè. Chỗ này lơ xe ngồi nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Nè, đây là dụng cụ chữa cháy nè các bạn. Chữa cháy đi làm nhiệm vụ nào. Đó, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái này các bạn. Cái này là cái gì đây các bạn? À, cái này là cái cần cẩu đó các bạn. Bây giờ mình kiếm coi. À, các bạn ơi, xe cần cẩu chúng ta nè các bạn. Mình sẽ lắp ráp lại xe cần cẩu nha. Rồi xong rồi. Wow, chiếc xe cần cẩu đẹp chưa các bạn? Ui, các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái hộp gì nè các bạn? Wow, lại là một hộp xe container các bạn ơi. Wow, đây là xe container chở thú các bạn. Đầu tiên đây là bạn gì đây? Ui, các bạn ơi, hình như đây là bạn hà mã ha các bạn. Wow, đẹp chưa nè. Rồi, tiếp tục. Đây là bạn gì đây? À, đây là bạn cọp các bạn ơi, dữ thiệt chứ nè. Rồi còn đây á, là bạn hươu cao cổ nè các bạn. Đó, rất là dữ luôn nha. Nè, thêm một bạn hươu cao cổ nè các bạn. Wow, ui các bạn ơi, ở đây là bạn gì đây các bạn? Wow, đây là bạn tê giác các bạn ơi. Đó, bạn tê giác nha. Rồi còn đây, đây là bạn gì đây? Ui, các bạn có biết bạn này bạn gì không? À, đây á, là bạn sư tử nha, dữ thiệt chứ. Wow, đầu xe container của chúng ta nè. Đó, các bạn thấy đẹp không các bạn? Wow, rất là đẹp luôn đúng không? Wow, biển số xe của xe này là 877 nha các bạn. Ồ, rất là đẹp luôn nha. Rồi, để xe này ở đây nha. Để như bạn thú ở đây nha các bạn. Bây giờ mình đi qua đây. Ui, cái này là cái gì đây các bạn? À, đây là cái cần cẩu mút cát nè các bạn. Bây giờ mình sẽ sửa chữa cho xe cần cẩu mút cát các bạn ơi. Đây, mình sẽ gắn đây nè các bạn. Đó. Rồi xong rồi. Wow, xe cần cẩu mút cát có thể mút cát nè các bạn. Đó, các bạn thấy mút cát không? Ui, mình đào trúng cục đá luôn nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở chiếc xe này ra coi nha. Wow, các bạn ơi. Đây là xe trộn bê tông hả? Ồ, không phải các bạn ơi. Đây là xe lưu đường. À, xe lưu đường nha. Rồi, còn đây, đây là chiếc xe gì đây các bạn? À, đây là một chiếc xe ô tô để chở theo cái chiếc xe lưu này các bạn ra công trình cho nó nhanh nha các bạn. Rồi sau đó, chiếc xe lưu này nè sẽ xuống làm đường nha. Đó, rất là hay phải không các bạn? Wow, chiếc xe ô tô chúng ta, chỗ này là chỗ tài xế ngồi lái xe nè, chỗ lơ xe ngồi nè. Đó, còn đây là cái còi xe nè. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Công trình làm việc thôi nào. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có cái bịch gì nè các bạn? Ô, cái bịch này bịch gì vậy ta? Để mình lấy ra coi coi. Ô, cái bịch gì đây? Ý các bạn ơi. Đây là bạn xe sóc nè các bạn. Đó, bạn xe sóc, bạn đó đang đội cái nón nè. Đó, bạn có cặp mắt kiến nhìn đẹp chưa nè. Ủa, mà bạn đó là bạn xe chở thú nha các bạn. Wow, cái chuồng thú bạn đó cũng bự lắm á nha. Đâu, để mình mở ra coi. Wow, ở đây có mấy con thú nè. Đâu, mình cho bạn hươu cao cổ lên đây đứng thử được không? Wow, được nha, được nha. Rồi, mình cho bạn cọp luôn đi. Bạn cọp ở đây nha. Đó, có ba chuồng thú luôn. Đó, bạn cọp ở đây nè. Rồi, còn bạn sư tử đi. Bạn sư tử, bạn ở bên chuồng này nha. Ôi, cái chuồng này nhỏ các bạn ơi. Bạn sư tử là phải ở giữa nha. Đó, bạn hươu cao cổ sẽ bên này. Đó, bạn sư tử này. Wow, bạn xe chở thú này đẹp ha các bạn ha. Wow, rất là đẹp luôn. Rồi, các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái gì nữa nè các bạn. Ô, các bạn ơi. Ý, trời ơi, Wow, các bạn ơi, đã chưa nè. Ý, cái gì vậy? Trời ơi, bị xúc luôn rồi. Đây là xe container khủng long các bạn. Xe container khủng long chở theo những bạn thú nè. Đây là cái chuồng thú của chúng ta nè các bạn. Có hai chuồng thú luôn. Để bây giờ mình mở coi chuồng thú này có con gì đây. Ừ, trời ơi, cái chuồng thú này có con gì đây ta? Ý, các bạn ơi, có hai con luôn. Này là con sư tử nè. Này là con hươu nè các bạn. Rồi, còn cái này coi. Để mình mở cái chuồng thú này ra coi. Trời ơi, chuồng thú này cứng quá các bạn ơi. Đây đây được rồi, coi. Rồi, để mình đổ ra coi. Ui, có rất nhiều con thú luôn nè các bạn ơi. Đây 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 nè. Đó, wow. Đây là con khủng long bạo chúa T-Rex hả? Ui, con này màu đỏ hả? Không phải các bạn ơi. Con này màu xanh nước biển. Vậy con T-Rex đâu các bạn? Ui, cái con này là khủng long vây hả các bạn? Wow, còn cái con này. Ui, cái con cọp. Con cọp mà ở chung với lại khủng long luôn. Dữ vậy ta. À các bạn ơi, đây nè, đây nè. Đó, đây là con khủng long vây nè các bạn. Đó, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, còn cái đây, đây là con khủng long bạo chúa chúng ta nè các bạn. Nó con T-Rex nha. Con T-Rex bây giờ làm thành cái đầu container luôn các bạn. Dữ ha. Đây, bây giờ mình sẽ gắn lại nè các bạn. Đó, wow, hay chưa? Rồi, chúng ta sẽ chở chuồng thú nè các bạn. Đó, wow.
rất là đẹp luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi qua đây. Mình sẽ sửa chữa xe này đi. Đây là xe gì đây ta? Đây là xe trộn bê tông nè. Xe trộn bê tông đang bị xuất cái đồ trộn bê tông. Tám cái đồ trộn bê tông ở chỗ này nè các bạn. Đây rồi, xong rồi, bây giờ mình sẽ gắn ở đây nữa các bạn. Đó, xong rồi nè. Wow, cái đồ trộn bê tông nhìn đẹp chưa? Đây là bạn Bully của chúng ta nè. Bạn đó đội cái nón cảnh sát nhìn ngầu lắm á nha. Rồi, bên này nè các bạn, chúng ta có cầu thang nè. Trèo lên trên này nè các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đổ đất đá cát xi măng vô trong này nha. Nước nữa các bạn. Rồi chúng ta sẽ xoay cái đồ trộn bê tông của chúng ta nè. Đó, mình xoay vậy nè các bạn. Rồi sau đó ha, chúng ta sẽ đổ xi măng đất đá cát ra đây nè các bạn. Đó, rồi xong đó chúng ta sẽ làm đường làm nhà nha. Wow các bạn ơi, ở bên đây mình thấy có cái hộp gì đây các bạn. Lại là hộp xe container nữa các bạn ơi. Hôm nay chúng ta khám phá rất là nhiều xe container luôn á nha. Wow, xe container này siêu dài luôn nè các bạn. Đó các bạn nhìn nè. Wow, cái đầu công nè, truck nè. Biển số xe của xe này là 8878C nha. Xe này có đầu kéo màu vàng nha. Còn cái móc kéo màu đỏ ở dưới này nè, có rất là nhiều chiếc xe luôn. Để bây giờ mình kéo ra cho bạn cùng xem nè. Đó, để mình đếm coi. Một chiếc nè. Rồi, hai chiếc nè. Rồi, thêm một chiếc nữa là ba chiếc nè. Rồi, ở đây nữa nè các bạn. Bốn chiếc nè. Rồi, ở đây nè, 5 chiếc nè. Rồi, ở đây còn chiếc nè, 6 chiếc nè. Ở chiếc xe container này chở theo 6 chiếc xe ô tô, rất đẹp luôn phu các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua đây, lắp ráp xe chở rác này lại nha các bạn. Đây, mình gắn bánh xe vô các bạn. Đó, rồi bây giờ thêm một bánh xe ở đây nữa các bạn. Đây, rồi, ok xong rồi nè. Rồi các bạn ơi, ở bên này có những bạn xe gì đây? Mình sẽ sửa chữa lại bạn xe Bully cứu hỏa này nha các bạn. Đó, bạn xe Bully cứu hỏa này bị hư bánh xe nè. Rồi, ok xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp bánh xe này vô cho bạn đó luôn nha. Đây, rồi, ok xong rồi. Ủa cái này là cái gì đây các bạn? Trời ơi, xe chậu bê tông các bạn ơi. Xe chậu bê tông tự nhiên bị hư rồi. Rồi chạy lại cho mình sửa luôn. Rồi được rồi, để mình sửa luôn bạn đó nha. Đó, tội nghiệp mấy bạn này thiệt chứ. Xe bị hư hết rồi, không ai sửa hết. Một mình phải sửa hết luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình phải sửa chữa luôn bạn này nè. Đó, đây là bạn Bully nữa nè. Đó, rất là nhiều bạn xe bị hư luôn. Ủa cái bánh xe này sao hơi khó gắn nha các bạn. Ủa khó dữ vậy ta. Ủa gắn sao đây? Ủa không được các bạn. Từ từ. À được rồi, được rồi, được rồi. Đó rồi, bây giờ mình sẽ thêm nha các bạn. Đây, gắn đây thêm bánh nè các bạn. Đó. Bạn ơi, mình sửa một lúc là 3 chiếc xe luôn nha các bạn. Rồi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn. Wow, hộp này hộp gì đây ta? Các bạn ơi, hình như đây là hộp xe cứu hỏa hay gì đó các bạn. Để mình kiểm tra coi phải không các bạn. Ôi, không phải các bạn ơi. Hình như đây là xe trộn bê tông nè các bạn. Ừ, để bây giờ mình phải mở ra mình mới biết chắc chắn đây là chiếc xe gì nha các bạn. Đâu, để mình lấy ra coi coi. Ê các bạn ơi, các bạn ơi. Ui, cái này là cái đồ điều khiển nè, cái đồ điều khiển màu đỏ, vậy có thể đây là xe cứu hỏa ha các bạn. Đâu, để bây giờ mình sẽ lôi ra coi đây có phải xe cứu hỏa không nha. Ô các bạn ơi, không phải xe cứu hỏa các bạn ơi, mà đây là chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Ô, cái đồ điều khiển á thì có cái màu của xe cứu hỏa, còn cái chiếc xe trộn bê tông của chúng ta rất là đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ mình thử khởi động lên coi. Nè, mình gạt đây nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển nè. Ô các bạn ơi, nè, xe chạy tới chạy lui được đó các bạn. Đó, wow, rồi cái nút này các bạn. Wow các bạn ơi, cái nút này á là cái đồ trộn bê tông nó đang xoay nè, nó chớp đèn luôn nè các bạn, thấy đẹp chưa? Rồi bây giờ mình bấm nút này nè các bạn, đó là nó xoay ngược lại nè các bạn. Đó, khi mà chúng ta đổ đất đá cát vô là cái đồ trộn bê tông của chúng ta sẽ xoay đó các bạn, nó xoay đều vậy nè. Chiếc xe trộn bê tông này chạy nhanh chưa nè các bạn ơi. Đó, chạy rất là nhanh luôn kìa. Wow, chạy hay chưa. Chạy rất là nhanh luôn. Wow. Rồi, để chiếc xe trộn bê tông này đây nha các bạn. Bây giờ mình đi qua đây. Ui các bạn ơi, ở bên này có cái hộp này. Là hộp gì đây ta? Để bây giờ mình mở ra coi các bạn. Đây, mở đây nè các bạn. Cái chiếc xe cậu múc cát của chúng ta. Đây. Wow các bạn ơi, chiếc xe cậu múc cát nhìn đã chưa nè. Ồ, cái cầu hút cát nè các bạn. Wow. Từ thôi, để mình lấy ra. Đây là cái cục pin nè. Đó, còn đây, đây là cái đồ điều khiển nè. Đó, còn đây, nó đang dướng cái gầu nè các bạn. Từ thôi. Rồi. Ôi, được rồi. Wow, cuối cùng mình cũng lấy được chiếc xe cậu hút cát này ra nè các bạn. Nè, cái chỗ này chỗ động cơ nè các bạn. Đâu, để bây giờ mình mở ra thử coi có động cơ trong này không các bạn. Đây, mở ra nha. Ô các bạn ơi, không có các bạn ơi. Nhưng mà đây là cái chỗ lắp pin nha. Bây giờ mình sẽ lấy cục pin nè các bạn. Mình sẽ lắp vô nha. Đây, mình gắn vô đây nè các bạn. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đậy lại các bạn. Đây, mình để đây nè các bạn. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái nắp này nè các bạn. Mình đậy lại nha. Đây, mình gắn đây nè các bạn. Rồi, ok, sau đó mình sẽ vặn lại nè các bạn. Đó, xong rồi. Còn đây là dây bánh xích nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử điều khiển thử coi xe này hoạt động được nha. Khởi động lên nè. Có sáng đèn rồi nè các bạn ơi. Mình bấm nút này coi. Ui các bạn ơi. Wow. Xe này chạy mạnh các bạn. Nè, các bạn nhìn nè. Wow, ghê chưa. Đó, xe này chạy chắc là rất là mạnh luôn đó các bạn. Đâu, để bây giờ mình thử cái nút này coi các bạn. Nè, cái nút này nè. Ôi, các bạn ơi. Kìa.
Ồ, cái nút này là cái nút điều khiển cái cầu bút cái nha các bạn. Wow, xe cầu bút cái chạy nhanh chưa nè các bạn ơi. Đó, chạy nhanh chưa kìa. Wow, xe cầu bút cái chạy nhanh quá các bạn ơi. Wow, rất là nhanh luôn nha. Wow. Chạy nhanh chưa kìa. Đó. Wow, chạy rất là tốc độ luôn các bạn. Wow, rất là nhanh luôn các bạn ơi. Wow. Wow. Đó, xe cầu bút cái chạy kìa. Wow. Trời ơi, xe có cái gầu bút cát xịn chưa kìa. Đó. Rồi nè, đó, xe xoay 360 độ ghê chưa các bạn? Wow! Rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đó, xoay rất là dữ luôn. Rồi xoay ngược lại nè. Đó, ghê chưa. Thôi hôm nay chúng ta đã khám phá được rất là nhiều món đồ chơi rất là hay, rất là xịn không các bạn. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.